Đây là đình An Hội, hồi xưa còn gọi là đình An Hữu, là có từ thời Minh Mạng 1841. Đây quý vị đang đi vô tới cái lối vào, hai bên lối vào là phòng khách cho nam và nữ, ở trên là cái khánh ngày hồi xưa sau giải phóng người ta giữ lại thờ các vị thần. Đây là vô mấy trong đình, bên trong là chính điện, ở giữa này là như là sân tương là cái sân trống, hai bên đây là hồ nước và phòng kho, bên đây là cái khu mà nhà túc để mà nấu ăn cúng kiến phục vụ cho khách thập phương. Hai quý vị đang đi vô mấy trong là bàn thờ chính, là bàn thờ tổ quốc tổ Hùng Vương. Dạ. Quốc tổ Hùng Vương, còn bên đây là thờ thần Phú Khương. Thần Phú Khương. Còn về đây là bác Trần Công Quẩn, là bác là trong cái hội đồng quản trị của đình thần. Bác giữ hôm nay là có được xin phép bác cho vô mới được quay. Trong thông báo cho quý vị và các bạn được biết. Nhà bên đây là bàn thờ của thần Mỹ Quá. Thì hai vị thần này, bên một bên bên hữu là thần Mỹ Quá, bên tả là thần Phú Khương. Rồi bên trên của bên phía họ hữu thì ngày xưa là cái đình thường thường người ta lấy trục Nam Bắc, trục chính. Trục chính là có nơi ghi là tả bang hữu bang, còn bên đây ghi là thành bên phía trái bên phía phải. Bắt ảnh vậy là bên đây kêu là tả, ở bên trái là trong dòm ra gọi là tả, còn bên phải là hữu. Dạ, là hữu. Mặt quay về hướng bắc. Hướng bắc rồi đó. Dạ, mặt là tả hữu. Dạ, hướng bắc là tả hữu. Dạ. Rồi. Đứng trong dòm ra là đúng. Dạ, đứng trong dòm ra là đúng. Còn đây có chữ là quý vị thấy có chữ là đình An Hữu. Đình An Hữu là đọc từ An Hội Đình. Dạ, An Hội Đình. Đình An Hội. Đọc từ bên phải đọc qua, ngày xưa ông bà mình thường thường đọc bên phải đọc qua. Đình An Hội. Dạ. Thì chữ hội gồm có chữ nhân, chữ nhất và chữ điền, chữ nhật hợp lại chữ hội. Còn chữ an nó gồm có chữ bộ miên, bộ nóc và chữ nữ dưới là an. Còn bên đây là chữ đình. Quý vị đang thấy đây là chính điện, khu chính điện. Chính điện là thờ thần An Đức. Con xin lỗi kêu tên của thần tha tội cho con. Đây là vị thần chính của khu chính điện. Đây là bàn thờ vị thần có chữ thần ở giữa. Bên hữu là có vị thần là thần Mỹ Hóa. Mỹ Hóa là đình An Hội được trùng tu lại 1941, có chữ là Lâm Bản, cái năm của thành lập của đình. Đây chữ nho. Dạ, còn bên đây bên phía tả tức là từ mặt đình dòm ra đó thì là đình Phú Khương, đình thần Phú Khương. Và hai bên của các vị thần này có vị tả bang, thờ vị tả bang đây. Tả bang bác Quẩn đây, vị tả bang này trong đây có mấy chữ nho là bác Quẩn biết dịch con. Chữ nho là tả bang. Dạ. Chứ bên đây là tả bang, còn hai bên hai câu liễn đối nè. Dạ. Hàng có mà hàng đông đường ấy không vậy thôi. Dạ, đây tả bang. Bên đây là cái trống, tập trống và cái phèn, tập trống nhà phèn. Còn đây cái giá kiệu để giữ trù thôi. Dạ. Cái giá kiệu của ông nó, ông ngự luôn á, mỗi lần mà ông đi đâu á là hay là ấy là cái ngự.
Dạ dạ. Bên đây là cái ông ngự. Dạ dạ. Bên đây là thờ vị Hữu Bang. Hữu Bang, thờ thần Hữu Bang là hai vị này là phò các vị thần. Dạ. Trong đây là không có ánh sáng là ra quay phim hơi tối nên quý vị thông cảm. Khu này đang quay là khu chính điện của đình An Hội. Đây là xin quý vị biết đây đó là kiến trúc kẻ truyền, kiến trúc truyền thống của Việt Nam mình đó, ngày xưa đó. Việt Nam mình ngày xưa là những kiến trúc đình là kiến trúc về kẻ truyền, tức là những cái gỗ mà chồng đối truyền nhau đó, cái kẻ truyền. Ở ngoài Bắc người ta đọc trớt là kẻ truyền đó, thật ra là kẻ truyền. À, quý vị thấy đây là giữa đỉnh nóc đó, có cái đòn dông, cái đòn dông cái giữa đó, rồi cái